cuộc chiến chống tham nhũng không chỉ riêng ở Việt Nam mà là một cuộc chiến dai dẳng của rất nhiều các quốc gia láng giềng của Việt Nam. Từ khi nhậm chức vào năm 2012 thì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành một chiến dịch chống tham nhũng mạnh tay. Chiến dịch này không chỉ khiến hơn 1 triệu quan chức của Trung Quốc bị trừng phạt mà còn chứng tỏ rằng không có ranh giới đỏ nào được vạch ra. Những người bị nhắm tới bao gồm từ các trưởng thôn và quản lý nhà máy đến các bộ trưởng trong chính phủ và tướng lĩnh của quân đội. Thậm chí cả những quan chức về hưu thường được cho là đã hạ cánh an toàn. Và đáng chú ý hơn là phải kể đến việc bắt giữ và xét xử đối với ông Bạc Hy Lai, cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh, một ngôi sao đang lên trên chính trường Trung Quốc hồi năm 2012. Phiên tòa xét xử cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai tội tham ô, nhận hối lộ và lạm quyền diễn ra tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Được giới phân tích coi như phiên tòa thế kỷ và được tường thuật trực tiếp trên mạng xã hội Sina Weibo. Trước khi bị điều tra và ra hầu tòa, Bạc Hy Lai từng gây dựng nên một hình ảnh ngôi sao đang lên trên chính trường Trung Quốc. Là con trai của Phó Thủ tướng Bạc Nhất Ba, nhà lãnh đạo cấp tiến và có ảnh hưởng lớn tại Trung Quốc, con đường thăng quan tiến chức của Bạc Hy Lai khá thuận lợi. Từ vị trí chủ tịch thành phố Đại Liên, Bạc Hy Lai được cất nhắc lên vị trí Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc và giành một trong số 25 ghế của Bộ Chính trị. Sau đó nhận chức bí thư thành ủy Trùng Khánh, một thành phố lớn của Trung Quốc với 30 triệu dân. Bạc Hy Lai đã đưa thành phố Trùng Khánh vươn lên thành một trong những đô thị có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất ở Trung Quốc và gây dựng được trong lòng người dân Trùng Khánh hình ảnh một lãnh đạo quyết đoán và hiệu quả. Tuy nhiên, con đường chính trị của cựu ủy viên Bộ Chính trị và bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai gặp bước ngoặt sau khi Vương Lập Quân, cựu phó thị trưởng thành phố Trùng Khánh bị giáng chức, đã đột nhiên tìm đến lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô xin tị nạn chính trị vào tháng 2 năm 2012. Đến 15 tháng 3 năm 2012, Bạc Hy Lai bị cách chức cùng với nhiều đồn đoán về việc Vương Lập Quân đã đưa ra nhiều chứng cứ tố cáo lãnh đạo cũ của mình. Bạc Hy Lai bị khai trừ khỏi đảng vào tháng 9 năm 2012, bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội vào tháng 10 năm 2012 và bị điều tra hình sự từ ngày 27 tháng 10 năm 2012. Sau hơn một năm điều tra, xét xử, đến tháng 9 năm 2013, cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh nhận án chung thân với các tội danh tham nhũng, nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực. Thông qua bản án chung thân dành cho ông Bạc, chính quyền Bắc Kinh đã khẳng định rằng không một ai có miễn tử kim bài. Bản án này là tín hiệu rõ ràng cho thấy ông Tập Cận Bình có thể động chạm tới bất kỳ một quan chức nào và rằng ông sẽ không khoan nhượng với các quan chức tham nhũng. Theo số liệu chính thức, 1,34 triệu quan chức cấp cao và thấp đã bị hạ bệ do tham nhũng và vi phạm kỷ luật trong suốt 5 năm đầu làm chủ tịch của ông Tập Cận Bình. Quan chức cấp cao nhất bị hạ bệ cho đến nay từng là nhà lãnh đạo quyền uy hàng thứ 3 đất nước, ông Chu Vĩnh Khang. Ông này là người nắm trong tay cả bộ máy an ninh của cả đất nước rộng lớn cho đến khi ông nghỉ hưu.